khô Bắc Mỹ là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon và đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Chúng ta cùng xem cách làm bẫy và bắt cua Bắc Mỹ của người Mỹ. Chiếc bẫy gốm có hai phần, phần bên trong là mồi gồm các loại cá hoặc thịt gà trong chiếc hộp nhỏ tránh mồi bị rơi vỡ ra ngoài, phần bên ngoài là lồng bẫy lớn hơn với thiết kế các lối vào một chiều. Chiếc bẫy sau đó được thả xuống biển và các con cua Bắc Mỹ sẽ tìm vào bẫy dần để ăn mồi. Cua biển Bắc Mỹ tên tiếng Anh là cua dungeon, là một loài cua sống ở khu vực đáy biển ở bờ Tây Bắc Mỹ và Canada. Cua biển Bắc Mỹ có kích thước to với chiều ngang mai cua từ khoảng 20 đến 25cm. Bên ngoài cua biển Bắc Mỹ khá giống so với cua Việt Nam vì nó cũng có hai càng và tám chân. Tuy nhiên, màu sắc và hình dạng bên ngoài của nó trông dữ tợn hơn. Phần mai cua có màu thâm tím, trong khi phần chân và càng có màu vàng đất. Loài cua này hoàn toàn sống tự nhiên nên thức ăn của chúng là các loại động vật phù du hoặc cá nhỏ dưới biển. Cho nên thịt của chúng có vị ngọt và săn chắc. Các con cua khi vào trong lồng ăn mồi sẽ bị mắc kẹt bên trong bẫy và không thể nào ra ngoài nữa. Theo thời gian các chú cua sẽ vào khá nhiều trong lồng và cùng nhau thưởng thức mồi. Sau một ngày người thả bẫy sẽ kéo chiếc lồng bẫy lên, khi đó rất nhiều con cua Bắc Mỹ đã bị bắt trong lồng. Trên bong tàu, những con cua nhỏ hơn kích thước quy định sẽ được thả trở về biển, chỉ bắt những con có kích thước lớn đủ tiêu chuẩn. Đó là cách bảo tồn đa dạng và số lượng động vật tự nhiên ở Mỹ và các nước Bắc Mỹ. Những con cua lớn sau đó được chế biến theo cách đơn giản nhất là luộc và hấp để giữ hương vị thơm ngon ngọt tự nhiên.